Cô chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ cùng các bạn tham gia khóa học thứ hai với chuyên đề là góc ở tâm và góc nội tiếp. Các bạn đã chuẩn bị đầy đủ tập vở, bút thước và compa để bắt đầu cho nội dung đầu tiên là góc ở tâm chưa nào? Đầu tiên cô sẽ giới thiệu cho các bạn định nghĩa góc ở tâm ha. Rồi, các bạn cùng thực hiện theo cô để tìm hiểu kiến thức này nhé. Các bạn vẽ cho cô đường tròn tâm ô. Trên đường tròn này vẽ tiếp cho cô hai bán kính OA và OB. Vậy là lúc này trên hình của các bạn xuất hiện góc AOB. Và góc này cô gọi nó là góc ở tâm. Vậy là trên hình vẽ này cô có được góc AOB gọi là góc ở tâm. Tại sao cô biết nó là góc ở tâm ha? Bởi vì có đỉnh O chính là tâm đường tròn. Đó là cách nhận biết góc ở tâm ha cả lớp. Vậy thì các bạn có thể tự đưa ra định nghĩa góc ở tâm được chưa? Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. Các bạn viết kiến thức này ha. Và trên hình vẽ vừa rồi các bạn vẽ thì ở đây hai cạnh của góc AOB cô chỉ cho các bạn vẽ một phần, đó là bán kính OAOB thôi. Thực chất hai cái cạnh OAOB này nó có thể kéo dài vì cạnh của góc là một tia. Cho nên ở đây cô kéo dài nó ra thể hiện cái cạnh của góc AOB cho các bạn thấy. Vậy thì bây giờ cô tô màu một phần của cái góc này. Vậy các bạn thấy là trên hình của cô đang tô cái góc này bằng màu vàng. Thì cái đường tròn, cái phần đường tròn nào nó bị nằm trong cái phần màu vàng này cả lớp? Đó chính là cái phần AB nhỏ này. Cái này cô gọi nó là cung AB nhỏ. Phần còn lại của đường tròn không nằm trong màu vàng này, cô gọi nó là cung AB lớn. Vậy cô và các bạn sẽ chuyển qua cái kiến thức thứ hai, đó là số đo cung. Rồi các bạn bắt đầu ghi cho cô nội dung thứ hai, số đo cung. Vậy là số đo cái cung AB nhỏ này nè sẽ bằng chính số đo của góc ở tâm là góc AOB, góc màu đỏ này đây. Đây, trong đường tròn này cô sẽ có số đo của cung AB bằng góc AOB. Và số đo của một cung khi viết thì cô có thể viết dưới dạng ký hiệu như sau, đó là SD và viết cái cung AB ra. Vậy là trong cái kiến thức này cô có một cái định lý, đó chính là số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Vậy còn cái cung lớn AB còn lại này thì số đo của nó như thế nào? Vậy chúng ta sẽ có được số đo của cung lớn AB này sẽ bằng 360 độ trừ cho số đo cung nhỏ AB. Rồi, bây giờ trên cái hình này nè, nếu cô vẽ một cái đường kính AD, các bạn có nhớ cách vẽ đường kính AD không? Rồi, bây giờ cô bỏ cái phần hình góc A, phần tô màu của góc AOB đi ha. Rồi, cô vẽ đường kính AD. Các bạn cùng vẽ đường kính AD với cô ha. Rồi, đường kính AD. Xong chưa các bạn? Rồi, vậy thì lúc này cái đường kính AD này nè, cô cho nó cái màu khác ha các bạn ha, màu đỏ đi. Các bạn có thấy là cái đường kính AD màu đỏ này nó chia đường tròn thành hai phần không? Và hai phần này nó bằng nhau. Vậy mỗi phần của nó chính là một cung. Và cung này cô gọi nó là nửa đường tròn. Vậy thì cô có một cái kiến thức nữa, đó là số đo của nửa đường tròn là 180 độ. Vậy thì cô sẽ có được số đo cung AB bằng 180 độ. Vậy cô đã giới thiệu cho cả lớp về ba kiến thức của số đo cung ha. Giờ chúng ta đi vào kiến thức tiếp theo,
đó là điểm nằm trên một cung thì có cái tính chất gì đây? Rồi chúng ta qua ba nhỏ. Đó là định lý về điểm nằm trên cung. Giờ cô mới lấy một điểm C nằm trên cung AB. Rồi, cô tô màu cái cung AB nhỏ lại cho các bạn ha. Điểm C này cô lấy trên cung AB nhỏ nha các bạn. Vậy thì lúc này cô sẽ có điều đặc biệt gì giữa cung AC, cung CB và cung AB? Và cô sẽ có được, nếu điểm C nằm trên cung AB thì số đo của cung AB sẽ bằng số đo cung AB này nè, sẽ bằng số đo cung AC cộng số đo của cung BC. Và kiến thức này cũng đã kết thúc lại nội dung thứ nhất, góc ở tâm của chúng ta. Các bạn đã nắm được hết kiến thức này chưa? Nếu các bạn chưa nắm được thì mình sẽ chuyển qua phần tiếp theo, đó là các bạn sẽ rèn luyện một số các bài tập để nắm vững hơn kiến thức này ha. Cô chào các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu qua nội dung thứ hai của chủ đề hôm nay, đó chính là góc nội tiếp. Rồi các bạn bắt đầu cùng với cô, chúng ta lấy bút thước đầy đủ để vẽ hình ha các bạn. Rồi chúng ta lấy compa ra, vẽ cho cô đường tròn tâm O. Rồi, trên đường tròn này các bạn lấy cho cô hai dây cung, vẽ cho cô hai dây cung, đó là dây cung AB và dây cung AC. Vậy lúc này trên hình vẽ của các bạn có phải các bạn đang có một góc, đó là góc BAC đúng không cả lớp? Góc này có đặc điểm gì nè? Có đặc điểm là đỉnh A của góc này nằm trên đường tròn. Và hai cạnh của góc này các bạn đang nhìn thấy trên hình của mình chính là hai dây cung AB và AC. Vậy cô gọi góc này chính là góc nội tiếp. Vậy là chúng ta đi vào nội dung thứ hai, góc nội tiếp. Và chúng ta đi vào phần một nhỏ, các bạn có thể tự nêu định nghĩa góc nội tiếp được rồi. Vậy cô có định nghĩa góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Ở chỗ này tại sao cô lại nói là hai cạnh chứa hai dây cung ha các bạn? Rồi, nhìn trên hình thì các bạn thấy hai cạnh của góc này là hai dây cung, nhưng thực chất cạnh của góc là nó là hai tia, cho nên chỗ này cô có thể kéo dài nó ra nữa, cho nên để nhận diện cho dễ thì các bạn chỉ nhìn hai cạnh là hai dây cung thôi. Nhưng chính xác thì phải nói, định nghĩa thì phải nói chính xác, đó là hai cạnh chứa hai dây cung ha cả lớp. Rồi bây giờ cô mới tô màu hai cái, cô xin lỗi, cô tô màu cái góc này lên bằng màu vàng để các bạn nhìn rõ hơn cái góc của mình ha. Và cụ thể với cái hình vẽ này thì cô đang có góc BAC là góc nội tiếp, và cô giải thích vì đỉnh A là nằm trên đường tròn và hai cạnh ABAC chứa hai dây cung ABAC của đường tròn tâm O. Vậy bây giờ chúng ta quay lại hình vẽ của mình nè. Các bạn nhìn cái góc của cô nè, góc BAC của cô. Bây giờ cô đang tô nó màu vàng rồi. Vậy các bạn nhìn vào đây cho cô hỏi là cái cung nào của đường tròn này mà nằm trong cái phần màu vàng của cô? Các bạn nhìn thấy rất là rõ đúng không? Đó chính là phần cung BBC. Và cung BC này lúc này có hai cung nha cả lớp, nhưng cô đang nói cung BC cái phần nhỏ này, cô gọi là cung BC nhỏ đó. Vậy thì lúc này cung BC này nó nằm trong góc BAC, cho nên cô gọi cung BC này là cung bị chắn của góc BAC. Vậy cô có thêm một cái kiến thức, đó là cung BC nằm trong góc BAC nên cung BC gọi là cung bị chắn của góc BAC ha cả lớp ha. Vậy là chúng ta đã nắm vững định nghĩa của góc nội tiếp rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần tiếp theo, đó là định lý góc nội tiếp. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu coi là góc nội tiếp thì sẽ như thế nào với cung bị chắn của góc đó, đó chính là cung BC đó, cung BC nhỏ đó ha cả lớp. Vậy chúng ta đi vào hai nhỏ định lý. Như nội dung 1 cô vừa dạy các bạn thì góc ở tâm bằng chính số đo của cung bị chắn. Còn ở nội dung 2 là góc nội tiếp này thì
Góc nội tiếp này lại có số đo chỉ bằng một nửa số đo cung bị chắn mà thôi. Cho nên trong bài này cô sẽ có: trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn. Và cụ thể với hình vẽ của cô thì cô có được góc BAC sẽ bằng số đo cung BC chia 2, tại vì đây là góc nội tiếp. Vậy là giờ cô tiếp tục cùng các bạn sử dụng cái định lý này để suy ra được một số hệ quả mà chúng ta vận dụng vào trong bài tập của mình. Chúng ta đi vào phần 3 nhỏ. Hệ quả. Rồi, cả lớp cùng với cô vẽ tiếp cho cô một góc EFG cũng là góc nội tiếp và có số đo bằng góc BAC. Vậy lúc này trên hình của cô có hai góc nội tiếp là góc A và góc F. Cô gọi tắt là góc A, góc F cho các bạn dễ theo dõi ha. Và trên hình cô đang ký hiệu góc này màu đỏ đó. Hai góc này bằng nhau. Vậy cho cô hỏi là cô suy ra được điều gì giữa hai cung bị chắn là EG và BC? Đó chính là hai cung bị chắn này sẽ bằng nhau. Và ngược lại, nếu cung bị chắn bằng nhau thì hai góc nội tiếp đó cũng bằng nhau. Và đây chính là hệ quả thứ nhất. Các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau và ngược lại. Cụ thể với hình vẽ trên của cô sẽ có được là góc A mà bằng góc F thì cô sẽ suy ra được cung BC bằng cung GE và ngược lại. Rồi, tiếp theo các bạn vẽ tiếp cho cô một góc, đó là góc BDC. Cũng là góc nội tiếp nha cả lớp. Góc BDC cũng là góc nội tiếp và góc này đặc biệt là nó chắn cung BC luôn. Bây giờ cô xóa cái góc EFG đi cho các bạn dễ theo dõi ha. Vậy thì hai góc, hiện tại hình vẽ của cô có hai góc là góc A và góc D đều là góc nội tiếp và đều có đặc điểm nữa là nó cùng chắn cung BC. Cho nên cô sẽ có hai góc này bằng nhau và đó chính là hệ quả thứ hai của cô. Đó là các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì sẽ bằng nhau. Và cụ thể trên hình vẽ của cô có góc BAC bằng với góc BDC. Và cô giải thích là vì góc nội tiếp cùng chắn cung BC. Vậy là cô đã giới thiệu đến các bạn hai hệ quả. Giờ chúng ta tiếp tục với hệ quả tiếp theo. Hệ quả tiếp theo thì các bạn vẽ cho cô, nối cho cô OB với OC. Đó. Và lúc này trên hình vẽ của cô có thêm góc màu xanh, đó là góc BOC. Góc này là góc gì ha cả lớp? Góc này chính là góc ở tâm mới học ở nội dung 1. Vậy thì góc ở tâm này, các bạn liên hệ cho cô với góc nội tiếp A coi. Góc ở tâm này với góc A thì hai góc này như thế nào với nhau? Và chúng ta đã biết rồi, góc ở tâm thì có số đo bằng số đo cung BC bị chắn. Còn góc nội tiếp thì chúng ta mới học định lý xong là bằng nửa số đo cung bị chắn BC. Nên từ đây giúp cho cô có được hệ quả thứ ba, đó là góc nội tiếp thì bằng nửa số đo góc ở tâm chắn cung đó. Và cụ thể với hình vẽ của cô có được góc BAC sẽ bằng góc BOC chia 2. Vậy là chúng ta đã liên hệ được giữa góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung. Bây giờ chúng ta chuyển qua hệ quả cuối cùng trong bài học, trong nội dung 2 của ngày hôm nay. Chúng ta vẽ cho cô đường kính MN. Vậy lúc này đường kính MN chia cái đường tròn của cô thành hai nửa đường tròn, đúng không? Nửa phía trên và nửa phía dưới. Vậy thì vẽ tiếp cho cô góc MKN là góc nội tiếp. Vậy góc nội tiếp MKN này của cô chắn cung MN, mà cung MN này là một nửa đường tròn. Vì vậy cô sẽ có được góc nội tiếp này là góc 90 độ.
Và đây chính là hệ quả cuối cùng trong bài học hôm nay. Góc nội tiếp chánh nửa đường tròn là một góc vuông. Và cụ thể với hình vẽ trên của cô có được góc MKN sẽ bằng 90 độ vì góc nội tiếp chánh nửa đường tròn. Và nội dung 2, góc nội tiếp của cô đến đây là kết thúc. Chúng ta tiếp tục đi vào nội dung thứ 3, liên hệ cung và dây. Các bạn bắt đầu thực hiện cùng với cô ha. Vẽ cho cô đường tròn tâm O. Vẽ tiếp cho cô dây AB. Vậy lúc này dây AB sẽ chia đường tròn thành hai phần, đó là cung nhỏ AB và cung lớn AB. Vậy chúng ta thống nhất từ bây giờ, khi nói tới cung AB có nghĩa là nói tới cung nhỏ AB ha các bạn. Rồi, và trong cái bài học hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cái từ ngữ, đó là cung căng dây và dây căng cung. Vậy khi nói tới từ ngữ này thì các bạn sẽ hiểu rằng đang nói về cung và dây mà có chung hai đầu mút. Cô ví dụ như là dây AB và cung AB. Hai dây này cô có thể nói là dây căng cung và cung căng dây, là chung cái đầu mút A và B. Rồi các bạn vẽ tiếp cho cô dây CD, sao cho dây CD này cũng bằng với dây AB. Vậy lúc này các bạn suy ra điều gì giữa cung AB và cung CD? Hai dây này bằng nhau thì chắc chắn nó căng hai cung cũng bằng nhau. Và cô có định lý thứ nhất của bài học ngày hôm nay, đó là với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau, hai cung bằng nhau sẽ căng hai dây bằng nhau, và ngược lại, hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau. Cụ thể với hình vẽ của cô sẽ có được dây AB bằng dây CD, nên suy ra cung AB bằng cung CD, và ngược lại, cung AB mà bằng cung CD thì cô suy ra dây AB bằng dây CD. Chúng ta đã nắm được định lý số 1 này chưa? Bây giờ cô không cho hai dây bằng nhau nữa, mà với dây CD cô vẽ nhỏ hơn dây AB. Vậy thì cô suy ra được điều gì giữa cung AB và cung CD? Dây nhỏ hơn thì cung cũng sẽ nhỏ hơn, cho nên cô sẽ có được định lý thứ hai, đó là với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau, cung lớn hơn sẽ căng dây lớn hơn, và ngược lại, dây lớn hơn sẽ căng cung lớn hơn. Cho nên cô có được, với hình vẽ trên cô có được cung AB mà lớn hơn cung CD thì dây AB cũng sẽ lớn hơn dây CD, và ngược lại, nếu cô có dây AB lớn hơn dây CD thì cô suy ra được cung AB lớn hơn cung CD. Vậy là bài học về nội dung 3, liên hệ cung và dây của cô đã kết thúc. Tuy nhiên, trong bài học này, cô sẽ giới thiệu thêm cho các bạn 3 định lý nữa để vận dụng vào bài tập. Chúng ta tiếp tục vẽ lại cho cô một cái đường tròn tâm O mới ha các bạn ha. Rồi, vẽ cho cô đường tròn tâm O, cũng vẽ cho cô một dây AB, và lúc này các bạn vẽ tiếp cho cô một dây CD, sao cho dây CD này song song với dây AB. Vậy lúc này hai dây cô vẽ chắn đường tròn tạo thành hai cung nào? Nó chắn đường tròn ở hai cung nào các bạn? Đó là cung BC và cung AD. Các bạn nhìn thấy được điều gì giữa hai cung này? Có mối liên hệ gì giữa hai cung này? Hai cung này các bạn thấy nó bằng nhau, và các bạn có thể về nhà chứng minh cái điều này coi như là một bài tập các bạn ha. Và khi chứng minh được rồi thì cô có đây chính là một định lý mà các bạn có thể vận dụng trong cái bài tập sau này của mình. Đó là trong một đường tròn thì hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau. Trong một đường tròn hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau. Và cụ thể với cái hình vẽ của cô, do cô có được dây AB song song dây CD nên cô suy ra cung bị chắn của hai dây này, đó là cung BC sẽ bằng cung AD. Tiếp tục bây giờ
cô không vẽ dây song song nữa. À, các bạn lấy cho cô điểm Y là điểm chính giữa của cung AB. À, vậy thì lúc này khi cô lấy Y là điểm chính giữa của cung AB, à, cô nối O với Y. Đó, thì OY này là gì các bạn ha? Một phần của đường kính nè. À, vậy chúng ta nhớ lại kiến thức định lý đường kính và dây cung ở học kỳ 1 của lớp 9 này. Thì hôm nay cô giới thiệu thêm và liên hệ thêm cái định lý này với cung AB nữa các bạn ha. À, vậy thì nếu Y là điểm chính giữa của cung AB thì cô suy ra được OY sẽ như thế nào với AB? OY sẽ vuông góc với AB. Và cô cũng có được H sẽ là trung điểm của AB nha các bạn. Và đây chính là định lý thứ tư trong bài học ngày hôm nay. À, và đây là định lý thứ tư. Trong một đường tròn, đường kính mà đi qua điểm chính giữa của một cung thì sẽ đi qua trung điểm và vuông góc với dây căng cung ấy. À, cụ thể với hình vẽ của cô, nếu cô có Y là điểm chính giữa cung AB thì cô suy ra H sẽ là trung điểm AB và Y OY vuông góc với AB tại H. À, và định lý này có định lý đảo không cả lớp? Định lý đảo có nghĩa là nếu cô có H là trung điểm AB đó thì cô có suy ra được Y là điểm chính giữa cung AB và OY vuông góc AB tại H không? À, suy ra vuông góc thì chúng ta có thể suy ra được, nhưng phải có một cái điều kiện, đó là cái dây AB này như thế nào các bạn ha. Ở học kỳ 1 chúng ta đã học rồi nè. À, dây AB này không được qua tâm O, cho nên trong bài học này cô có định lý đảo, đó là trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây cung không qua tâm, lưu ý là không qua tâm nha các bạn, thì sẽ đi qua điểm chính giữa của cung, chính giữa căn cung ấy, có nghĩa là cái cung ấy đó. Và cụ thể đó là cô sẽ có, nếu H là trung điểm của dây AB mà dây AB này không qua tâm O, có nghĩa là cô ký hiệu là và H này không trùng O đó, hay nói là không khác O, thì suy ra Y là điểm chính giữa cung AB. Và ở đây cô bổ sung thêm là cô cũng có được OH vuông góc với AB luôn, vì vận dụng định lý đường kính và dây cung ở học kỳ 1, cho nên cô suy ra được hai ý. Và cuối cùng cô có định lý cuối cùng của bài học ngày nay, đó là nếu bây giờ cô lại có vuông góc thì cô suy ra được điều gì? Nếu cô có OY vuông góc với AB trước, cô có OY vuông góc với dây AB trước thì cô có suy ra được trung điểm và điểm chính giữa cung hay không? À, có nha các bạn. Vậy thì đây chính là định lý cuối cùng của bài học ngày hôm nay. À, hai định lý 4 và 5 coi như là hai bài tập để các bạn. À, định lý 3, 4, 5 ha. 3, 4, 5 coi như là những cái bài tập để các bạn về nhà hoàn thiện. Và nó cũng là bài tập 13, 14 trong sách giáo khoa trang 72 luôn đó các bạn. Rồi, à, bài học ngày về nội dung 3 liên hệ cung và dây. À, cũng như là cũng là khép lại cái chủ đề số 2 của cô. À, cô chào các bạn. Vậy là chúng ta đã học xong 3 nội dung của chủ đề 2. À, bây giờ cô sẽ tóm tắt lại tất cả các kiến thức trong 3 nội dung cô vừa dạy cho các bạn ha. À, trong chủ đề này chúng ta có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, góc ở tâm. Trong nội dung này các bạn phải nhận diện được góc ở tâm và nhớ cho cô, nắm vững cho cô được cái định lý thứ nhất, đó là số đo cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chánh cung đó. Cô hay nói ngược lại là góc ở tâm thì có số đo bằng số đo cung vị chánh ha các bạn. Rồi, cái kiến thức thứ hai ở nội dung thứ hai mà cô dạy cho các bạn, đó là góc nội tiếp. Trong góc nội tiếp này các bạn cũng phải nhớ là nhận diện được góc nội tiếp và nắm được cái định lý tiếp theo, đó là định lý số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chánh. Rồi, chúng ta chuyển qua cái phần nội dung 2 này có 4 hệ quả mà các bạn phải nhớ để vận dụng bài tập. Hệ quả thứ nhất đó là hệ quả
Trong một đường tròn thì hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Hệ quả thứ hai đó là liên hệ giữa góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung. Thì lưu ý, góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn cung đó. Rồi chúng ta nắm được hệ quả thứ ba đó là trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau đó thì hai góc nội tiếp bằng nhau sẽ chắn các cung bằng nhau. Và chúng ta nhớ cái hệ quả cuối cùng cho cô mà vận dụng bài tập cũng rất là nhiều, đó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng 90 độ. Chúng ta đi vào nội dung thứ ba. Nội dung thứ ba này các bạn phải nắm cho cô tất cả là 5 định lý, 6 định lý nha các bạn. 6 định lý ha. 2 định lý chính của bài học đó là trong một đường tròn thì hai dây bằng nhau thì sẽ căng hai cung bằng nhau và ngược lại nè. Rồi định lý thứ hai, định lý tiếp theo đó là trong một đường tròn thì nếu cung lớn hơn sẽ căng dây lớn hơn và ngược lại ha. Rồi bổ sung một số định lý để vận dụng bài tập đó là gì? Trong một đường tròn nếu hai dây mà song song thì sẽ chắn hai cung bằng nhau. Đó, định lý tiếp theo đó là các định lý còn lại này là ba định lý, là định lý 6, 7, 8 này nè, là có ba yếu tố liên quan với nhau, đó là đường kính mà vuông góc với dây nè, rồi điểm chính giữa cung nè, và trung điểm của dây. Vậy ba cái yếu tố này, nếu các bạn có một yếu tố các bạn sẽ suy ra được hai yếu tố còn lại. Chỉ lưu ý cho cô là đối với trường hợp nếu cô có trung điểm của cung, cô xin lỗi, trung điểm của dây, thì để suy ra được hai yếu tố còn lại các bạn phải có thêm điều kiện là dây này không qua tâm, hay cô hay để là cái trung điểm này không trùng với tâm ô hay là khác điểm ô đó. Đó, vậy là cô đã tổng hợp lại cho các bạn nội dung của bài học ngày hôm nay là chủ đề 2 này, có tất cả là 4 hệ quả, 8 định lý mà các bạn phải nắm. Để giúp các bạn vững hơn trong cái kiến thức ngày hôm nay, cô có 5 câu trắc nghiệm để giúp các bạn vững hơn ha. Rồi, đây câu thứ nhất. Rồi các bạn cùng với cô thực hiện 5 câu trắc nghiệm này để vững cái kiến thức ngày hôm nay hơn nha các bạn. Rồi câu thứ nhất, trong các hình vẽ sau, góc nào là góc ở tâm? Rồi hình vẽ thứ nhất. Đây, cho các bạn góc AOB và cho đường tròn tâm O. Vậy góc này có phải là góc ở tâm không các bạn? Mình quay lại kiến thức góc ở tâm. Để nhận diện góc ở tâm thì đỉnh của góc phải là tâm đường tròn. Vậy câu thứ nhất, hình vẽ thứ nhất, góc AOC chính là góc ở tâm, đúng rồi. Với hình vẽ thứ hai, góc DEF thì đỉnh E này không phải ở tâm. Cuối cùng, góc HGI thì đỉnh G của góc này lại nằm trên đường tròn. Cho nên câu đúng của câu số 1 chính là góc AOC. Và góc AOC nằm ở câu C. Cho nên câu đúng chính là câu C ha các bạn. Chúng ta chuyển qua câu số 2. Câu số 2, cho đường tròn tâm O, hai dây AB và CD thỏa mãn AB bằng CD. Câu nào sau đây là câu đúng? Câu thứ nhất, cung AB bằng cung CD, đúng không cả lớp? Chính xác rồi. Vì có dây AB bằng dây CD nên cung AB bằng cung CD. Vậy câu A là câu đúng. Rồi ngoài ra câu B, dây AC bằng dây BD, không đúng. Câu cuối cùng, góc AOC, góc AOC bên này bằng góc BOD cũng không đúng. Cái này lừa mình ha các bạn ha. Rồi, vậy là câu 2, câu A mới là câu chính xác nhất. Rồi, chuyển qua câu 3. Câu 3, cho đường tròn tâm O, dây AB thỏa mãn góc AOB bằng 120 độ. Vậy khi các bạn có góc AOB là góc ở tâm bằng 120 độ thì cung AB cũng sẽ là 120 độ. Rồi, người ta cho tiếp gì? Lấy hai điểm C và D trên đường tròn tâm O thỏa mãn cung AB bằng cung CD. Vậy các bạn đã có cung AB bằng 120 độ thì suy ra cung CD cũng 120 độ. Vậy khi đó số đo cung CD là? Và chắc chắn đây đáp án câu A là câu đúng ha các bạn ha. Đó. Vậy trong bài này dựa vào những kiến thức các bạn học thì các bạn có thể xác định được những cái câu nào là câu đúng. Rồi chúng ta chuyển qua câu số 4. Trong các hình vẽ sau, góc nào là góc nội tiếp?
Các bạn nhớ lại giúp cô nhận diện góc nội tiếp như thế nào? Thứ nhất, đỉnh của góc nội tiếp nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung. Vậy trong bốn hình vẽ 1, 2, 3, 4 này thì chỉ có hình số 2 là có góc có đỉnh E nằm trên đường tròn và hai cạnh chính là hai dây cung. Còn hình 1 thì đỉnh B của góc lại là tâm đường tròn. Hình 3 thì đỉnh H không nằm trên đường tròn. Cuối cùng hình 4 cũng tương tự lại nằm ngoài. Cho nên cô có hình 2 và câu B chính là đáp án chính xác trong câu số 4 này. Chúng ta chuyển qua câu số 5. Cho biết góc BAC. BAC trong hình vẽ này 35 độ và góc này chính là góc nội tiếp. Khi đó ta có câu A, góc BOC. Góc BOC này là góc ở tâm bằng 35 độ, không chính xác vì góc ở tâm không thể bằng góc nội tiếp. Câu B, góc BOC 60 độ. Chắc chắn không phải rồi. Vậy thì lúc này trong bốn câu đáp án này đều người ta đều yêu cầu các bạn tính góc BOC. Mà chúng ta có một cái hệ quả trong bài góc nội tiếp rồi. Góc BOC là góc ở tâm sẽ bằng gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn một cung. Cho nên cô sẽ có được góc BOC sẽ bằng 2 lần của góc BAC, nên sẽ bằng 2 x 35 độ là 70 độ. Vậy đáp án D là câu đúng trong bài hôm nay. Và cô đã hướng dẫn cho các bạn 5 câu trắc nghiệm để giúp các bạn vững hơn trong cái kiến thức chủ đề 2 góc ở tâm góc nội tiếp ngày hôm nay. Cô chào các bạn và chúc các bạn học tập thật tốt trong cái chủ đề 2 này.